Đây là cây đàn mà đã gắn bó với Hương Ly từ 6 tuổi đến tận bây giờ. Thực sự là khi mà được chia sẻ về cây đàn này thì lúc nào, mặc dù đã chia sẻ cũng khá nhiều lần rồi, nhưng mà lúc nào cũng rất là tâm trạng lâng lâng rồi rất là phấn khích mà khi được chia sẻ, tại vì là cây đàn này như một người bạn với mình và gắn bó với mình từ tuổi thơ đến tận bây giờ, và lúc nào cũng đồng hành với Hương Ly, kể cả những lúc mình vui này hay là những lúc buồn, thì cứ vào những cái buổi tối buồn buồn hay có tâm trạng là đều mang đàn ra gảy, thì đều rất là cảm thấy được cân bằng lại tâm trạng của mình. Thì đây là đàn tì bà. Tì bà một đàn mà rất là quen thuộc với các bạn mà học dân tộc, học đàn dân tộc và những bản nhạc dân tộc thì đều có đàn tì bà xuất hiện. Hiện tại thì Hương Ly có rất là nhiều bài hát mà muốn kết hợp được đàn dân tộc và rất có một mong muốn là đàn dân tộc của Việt Nam mình sẽ được các bạn trẻ đón nhận hơn và được gần gũi, tiếp cận được gần với các bạn trẻ hơn. Đó là mong muốn của Hương Ly.